Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát động tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên kêu gọi các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo cho người lao động, cùng với đó thực hiện các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, cải thiện điều kiện lao động, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. Tháng công nhân năm 2022 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với chủ đề là công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn và thích ứng. Chúng tôi cũng đã khẩn trương ban hành kế hoạch để chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện các hoạt động. Thứ nhất là chúng tôi tuyên truyền và nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn và đoàn viên người lao động và toàn xã hội về mục đích ý nghĩa của tháng công nhân. Bên cạnh đó thì chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh dành mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi tai nạn lao động, phát động tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và đặc biệt là cái chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực sáng tạo vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh Hưng Yên vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phối hợp tạo điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 một cách thiết thực hiệu quả hướng về cơ sở. Hưởng ứng phát động của Liên đoàn Lao động tỉnh, dịp này nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng có những hoạt động thiết thực hướng về công nhân. Công đoàn cơ sở Global sẽ triển khai ngay lập tức công tác tuyên truyền để cho đoàn viên người lao động hiểu được ý nghĩa của cái tháng công nhân, phát động những cái phong trào tạo ra được nhiều những sáng kiến có ý nghĩa để tăng năng suất lao động, xây dựng nhà máy càng ngày càng phát triển, mang lại những quyền lợi chính đáng nhất, tốt nhất cho người lao động. Cũng tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương và tặng quà cho 126 đoàn viên tiêu biểu vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất. Cảm xúc của tôi lúc này thì đang cảm thấy rất là vinh dự khi được ban lãnh đạo công ty cùng ban chấp hành công đoàn cử đến tham dự chương trình phát động. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu và nỗ lực hơn nữa cùng công ty phát triển mạnh hơn. Lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 không chỉ tuyên truyền, phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu mà còn giúp đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình hay cách làm tốt trong tổ chức thực hiện các nội dung liên quan để từ đó tạo ra sự lan tỏa trong toàn xã hội.